Giá heo hơi hôm nay ngày 30 tháng 4 duy trì xu hướng giảm trong tuần tới. Giá heo hơi hôm nay, ngày 30 tháng 4 giảm cao nhất 3.000 đồng mỗi kg trong tuần qua tỉnh Hải Dương phòng bệnh vật nuôi mùa hè. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Theo ghi nhận thị trường heo hơi tại miền Bắc giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg trong tuần qua. Trong đó, ba tỉnh Điện Bái Lào Cai và Tuyên Quang cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng mỗi kg về mức 51.000 đồng mỗi kg. 52.000 đồng mỗi kg là mức giao dịch tại tỉnh Bắc Giang sau khi giảm 1.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại tỉnh Thái Bình thu mua heo hơi với giá 53.000 đồng mỗi kg, giảm 2.000 đồng mỗi kg. 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg là khoảng giá được ghi nhận tại các địa phương còn lại. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 51.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 51.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 54.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 52.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 52.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50.000 đồng mỗi kg. Thái Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 53.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 52.000 đồng mỗi kg, tuyên quang là 51.000 đồng mỗi kg. Mùa hè thời tiết nắng nóng, độ ẩm không khí cao, chăn nuôi hiện còn phân tán, điều kiện vệ sinh môi trường kém nên là cơ hội cho các loại virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển thành dịch và lây lan ra diện rộng. Đặc biệt là các bệnh lây qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như dịch tả heo châu Phi, bệnh tai xanh ở heo, tụ huyết trùng, E. coli ở cả gia súc gia cầm, bệnh CRD ở gà, theo báo Hải Dương. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong mùa hè có hiệu quả, người chăn nuôi cần thực hiện tốt các nội dung như Chuồng trại bảo đảm vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông tránh gió lùa con giống gia súc, gia cầm phải khẳng định được nhập về từ cơ sở sản xuất con giống an toàn dịch bệnh. Trong quá trình chăn nuôi bà con phải thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 51.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm cao nhất 2.000 đồng mỗi kg trong tuần qua trong đó các địa phương bao gồm Quảng Bình, Nghệ An và Lâm Đồng cùng giảm một giá tương ứng về mức 51.000 đồng mỗi kg, 52.000 đồng mỗi kg và 54.000 đồng mỗi kg. 53.000 đồng mỗi kg là mức giao dịch được ghi nhận tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, cùng giảm 2.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại đang thu mua với giá trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Hiện tại giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung tây nguyên trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 52.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 52.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 51.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 52.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 5 13.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 53.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 54.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 52.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 54.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 52.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 52.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 50. 2.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cao nhất 54.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi tại miền Nam tăng, giảm trái chiều 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg. Theo ghi nhận, thành phố Hồ Chí Minh giao dịch heo hơi ở mức 51.000 đồng mỗi kg, giảm 2.000 đồng mỗi kg. Hai tỉnh Tây Ninh và Hậu Giang cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng mỗi kg trong tuần qua về mức 52.000 đồng mỗi kg. Đây cũng là giá thu mua được ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng sau khi tăng 1.000 đồng mỗi kg và tỉnh Bến Tre sau khi giảm 3.000 đồng mỗi kg. Heo hơi tại ba tỉnh Long An, Đồng Tháp và Bạc Liêu được giao dịch ở mức 53.000 đồng mỗi kg sau khi giảm 2.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, tỉnh Trà Vinh nâng một giá lên mức 53.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 53.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 51.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 52.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 52.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 54.000 đồng mỗi kg, Long An là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 53.000 đồng mỗi kg. An Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 52.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 52.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 53.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 52.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 52.000 đồng mỗi kg.